Và đây là bộ đôi Honna trong uống ngoài bôi, tác động kép, có tác dụng hỗ trợ giảm tiết mồ hôi và điều trị hôi nách. Đây là sản phẩm đặc trị đầu tiên tại Việt Nam. Với bộ sản phẩm này thì gồm cả viên uống này, lăn khử mùi và xà phòng thơm. Với thành phần được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như là thiên môn đông, hoàng kỳ, sơn thủ du vân vân. Và đặc biệt là được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP quốc tế. Và các thành phần thảo dược này được nhập khẩu ở tại nước ngoài. Đây cũng là một điểm cộng được chú ý. Và đặc biệt hơn nữa là bộ sản phẩm này đã được Bộ Y tế cấp phép. Đây là sản phẩm đầu tiên mà Phương Anh cảm thấy rất là tâm đắc, bởi vì dùng là Phương Anh cảm thấy nó có hiệu quả liền. Cái chỉ khoảng 2 tuần thôi là đã thấy là rõ ràng là tuyến mồ hôi của mình giảm hẳn luôn. Đúng như lời bác sĩ giới thiệu trên truyền hình, sau 4 tuần sử dụng, tình trạng mồ hôi của mình hoàn toàn chấm dứt. Phải nói rằng Trường rất là bất ngờ. Chúng ta sử dụng cỡ khoảng 7 ngày thì đã có hiệu quả rồi. Và với Tuấn Tú thì sử dụng 1 tháng thì đã dứt điểm được mùi mồ hôi cơ thể. Bình thường chị cũng không hay giới thiệu những sản phẩm cho mọi người đâu. Nhưng mà thích quá. Thích quá, mê quá, yêu quá. Và nếu như mọi người cảm thấy như là mình cần một cái sản phẩm để giúp mình luôn tự tin hơn, giúp mình luôn có một cái mùi cơ thể dễ chịu, thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Tác dụng của bộ sản phẩm đó chính là ngăn mùi hôi cơ thể. Thì ngoài ra nó còn một tác dụng nữa, đó chính là mát gan, tiêu độc, rất là tốt cho sức khỏe. Chúng ta hãy dùng Honna nhé. Mình và rất nhiều đồng nghiệp đã tin tưởng và sử dụng bộ sản phẩm Honna này. Và mình khuyên các bạn, ai có vấn đề giống như là mồ hôi ra nhiều nè, chân tay nè, và đặc biệt nhất là viêm cắn, thì Đan Trường bảo đảm là các bạn sẽ yêu thích sản phẩm này giống như là Đan Trường. Để giảm bớt sự tăng tiết mồ hôi và tạo cái mùi ở trên cơ thể của mỗi người, tạo nên cái sự tự tin khi giao tiếp, thì chúng ta hãy sử dụng trọn bộ Honna từ viên uống từ bên trong và từ với lăn nách và với xà phòng tắm. Khi chúng ta sử dụng trọn bộ như vậy thì hiệu quả đã sẽ cao hơn. Trong y học cổ truyền, bao giờ người ta cũng tôn trọng là trong uống ngoài bôi. Và thứ hai nữa là tất cả bộ sản phẩm này với thành phần hoàn toàn từ thảo dược và với dược liệu bào chế từ đầu vào là dược liệu sạch và với giấy nhà máy sản xuất chuẩn GMP và được phép của Bộ Y tế cho phép lưu hành. Đây là bộ sản phẩm rõ nguồn gốc và có ưu thế vượt trội trên thị trường. Tôi nghĩ rằng mọi người hãy là những người lựa chọn thông minh khi lựa chọn sản phẩm trọn bộ Honna để giúp cho cơ thể chúng ta sạch sẽ, giảm tiết mồ hôi và giữ mùi cơ thể luôn sạch sẽ và thơm tho.